Em nói với con, sợ nó lo là nó làm không được. Từ hôm tới giờ không ngủ được, cứ ngồi dòm ảnh hoài vậy đó. Sao cũng được, miễn ảnh về với mẹ là được rồi, đừng bỏ mẹ được. Suốt 3 tháng trời vậy, để em chờ em không thương. Mà ảnh đi, ảnh đi. Hai ba ngày nay đỡ mày không có cơm được luôn, một có mấy muỗng rồi thôi đấy. Này có sức nuôi ảnh thôi chứ. Dạ, thưa quý cô chú anh chị, thì hôm nay Phong với Trân đi lên trên Cao Lãnh, đi lại bệnh viện Hữu Nghị trước á, bây giờ là đa khoa Đồng Tháp á, để thăm một hoàn cảnh mà hiện tại giờ đang ở trong bệnh viện luôn. Thì chồng cũng bị tai nạn lao động, qua những chữa trị rồi, hiện giờ là đuối lắm rồi. Liên lạc với Phong thì cũng có những cái giọt nước mắt đã rơi, nên giờ Phong với Trân sẽ đi lên đây tìm hiểu như thế nào, hoàn cảnh như thế nào và bệnh tình ảnh như thế nào. Nhưng mà hôm nay lên thì ngay bệnh viện là không cho vô, nên giờ Phong phải gặp ngay người vợ là 4 năm tháng nay là chưa hề về nhà luôn, chỉ là bệnh viện này dời lại bệnh viện kia, quá trời khổ rồi nên mới gọi tới Phong. Hôm nay là Phong sẽ đợi chỉ đi ra rồi sẽ nói chuyện bệnh tình như thế nào và có hướng giúp đỡ. Qua video này Phong cũng mong rằng gặp được chị rồi đó thì cũng hãy đồng hành cùng Phong để mà giúp đỡ nếu là hoàn cảnh thật sự khó khăn. Rồi quý vị ơi, hãy đợi để chị đi ra rồi Phong sẽ tiếp chuyện với chị nha quý vị. Như ổng bị sao rồi chị? Dạ anh bị tai nạn lao động ngay tại chỗ làm á anh. Dạ. Dạ. Cái công ty đó ở đâu? Dạ nằm ngay khu công nghiệp C Sa Đéc. À Sa Đéc ha. Dạ. À, vậy là quê của Phong rồi. Dạ. Nhưng mà điều trị là ở trên Hữu Nghị này từ đó giờ luôn hay là mình đã từng trị ở đâu rồi? Dạ hồi lúc đầu là cấp cứu ở bệnh viện Sa Đéc. À. Xong rồi bệnh viện Sa Đéc là chuyển xuống Trung ương Cần Thơ. Trung ương Cần Thơ mới chuyển về đa khoa. Đa khoa xong rồi chuyển xuống phục hồi chức năng. Phục hồi chức năng thì em nhập viện lại lần thứ 3 thì ảnh lên cơn co giật á, chuyển biến xấu đi rồi mới chuyển lên đa khoa lại cấp cứu lại. À. Dạ. Nhưng mà hiện tại giờ là ổng bị như là tai nạn nó như thế nào, nặng nhẹ hay sao đó anh trình bày coi. Dạ anh là giám định bây giờ là ảnh 96% thương tật đó. Thương bị tai nạn là bị thương, nó chấn thương cái gì? Chấn thương là mớp sọ, thụng sọ, dập não độ 3, gãy cái chân 3 khúc, gãy bên sườn số 3 bên phải. Trời ơi. Dập não mà cũng như là tổn thương não rất là nặng á anh. Dạ hả? Dạ. Là hiện giờ là cái phần não á là nó nghe lúc đầu điện thoại á là hiện giờ cái vỏ não là gắn vô chưa? Dạ chưa anh, chưa gắn được. Bây giờ hiện tại là cái đó là cái sọ mình đang đi nuôi ở Sài Gòn á. À. Nhưng mà cái não là hiện tại bây giờ nó đang dập mà nó đang biến chứng, cái nó phù não. Phù ra luôn. Dạ nó đang mà phù thì cũng không có gắn được. Dạ đang phù là không gắn được nhưng mà hiện tại nó phù á thì nó lên cơn co giật á. À. Dạ. Tại vì đáng lẽ đi vô thì nó thực tế hơn. Nhưng dạ. Mà bây giờ là ở trên đây nó không cho vô rồi. Dạ. Nên hiện giờ em có cái hình ảnh nào của ảnh không? Dạ có. Đâu đâu cho xem nha. Thì quý vị Phong cũng muốn vô để đưa những hình ảnh thực tế. Nhưng mà quý vị cũng đã biết rồi, ở bệnh viện thì rất khó truyền tải về hình ảnh. Đâu, đây đâu, là đâu. Hiện tại anh à, cái... Thì quý vị đây là hình ảnh mà Mai có quay lại về hình của chồng đang nằm ở trong bệnh viện đây. Thì
Đó, quý vị cũng đã thấy rõ rồi đó, không có mặc đồ luôn nữa nè. Hiện giờ ổng không mặc đồ hả mày? 3 tháng rồi. Rồi tiêu tiểu rồi nọ là có đặt ống hay là sao không? Dạ tiểu vô bọc có tiêu là tự mình lo, ảnh không kiểm soát được. À vậy hả? Ủa, giờ thấy đeo cái lỗ mũi á, là như thọt ống luôn hả? Cái đó là ăn qua sông 3 tháng nay anh. À, vậy là bơm ha? Dạ. Lúc này ổng có cử động hay ổng nói chuyện gì không? Dạ không nói chuyện được, mở nội khí quản không nói chuyện được anh. À dạ. Nhưng mà hiện giờ là cũng như không có cử động. Cử động được cái tay phải, ừ, cái chân phải gãy đó nhúc nhích được. Ừ. Còn tay trái với chân trái là bị liệt hoàn toàn. Ôi trời ơi, khủng khiếp rồi chứ. Nhưng mà nói chung là cũng có vận động được. Nhưng mà bác sĩ có nói cái tia hy vọng được bao nhiêu không? Thì giờ 96%, còn 4% đó anh. Còn 4% thôi hả? À. Hiện giờ đó, cái điều kiện kinh tế mình sao rồi? Thực tế á, điều kiện kinh tế của mình á, hiện điều giờ điều kiện kinh tế của em bây giờ là nó là em cạn kiệt luôn rồi đó. Ừ. Dạ. Em đi vay hỏi ở ngoài là 30 triệu, là một tháng em phải đóng tiền lời một tháng là 3 triệu, cái đó là sự thật. 10% luôn rồi trời. Dạ. Chứ giờ vậy mình mới vay được chứ anh, chứ giờ mà nữa người ta đâu cho mình vay. Nhưng là mà giờ em muốn vay nữa cũng không được nữa, thời buổi giờ khó khăn người ta không cho mình vay nữa. Như ổng á, ổng làm công nhân, giờ mai đang làm cái gì? Dạ em đang làm công ty thủy sản Cửu Long với anh, mà giờ thì em nghỉ luôn rồi đó. Nghỉ bao lâu rồi? Dạ em nghỉ từ hồi ảnh tới giờ là 3 tháng mấy luôn đó. Trời ơi. Mấy tháng nay là không đi làm luôn. Không biết cái nhà luôn á, tôi chưa có về nhà luôn á, chưa biết cái nhà ra làm sao luôn đó. Đó quý vị, hiện giờ là chồng đi theo đó, nhưng mà bệnh viện này đi qua bệnh viện kia không có được về nhà luôn. Hiện giờ này cũng mong là đi được nhiều bệnh viện và gặp được cái hên để mà ảnh khỏe. Nhưng mà tới thời điểm này chỉ còn có 4% là hy vọng thôi hả? Dạ. Ảnh tên gì vậy Mai? Dạ Nguyễn Thanh Quang anh. Quang ha, nhiêu dạ tuổi rồi? Dạ một, sinh năm 1977. 1977, vậy là cũng 46 tuổi ha? Dạ. Như bác sĩ á, có nói là định hướng cái chiều hướng để trị cho ảnh như thế nào không Mai? Dạ có, ngày hôm qua có gặp riêng bác sĩ. Thì bác sĩ nói đây là cái di chứng của sau khi mổ não. Ừ. Nhưng ông bác sĩ nói chữ nhưng á, là giờ ông tỉnh như vậy đó, nhưng mà có thể là ông ra đi bất cứ lúc nào, bởi vì cái não quá nặng. Qua nay em khóc hết nước mắt lên vụ đó đó. Nhưng mà cái sự sinh tồn trong ảnh á, hay không là do ảnh nữa. Đúng. Kỳ tích xảy ra hay không là do ảnh nữa đó. Chứ bây giờ là nói là chuyển tuyến trên hay là chuyển đi đâu thì nó cũng y như vậy đó. Ừ. Tại người ta can thiệp sâu vô hết rồi. Ừ. Mà bây giờ là để an toàn là cho ảnh nên nghỉ ngơi chăm sóc vậy đó. Chứ tránh di chuyển nặng, bởi vì cái não nó đang bị phù lên. Là tránh di chuyển đường xa như vậy, bác sĩ khuyên như vậy đó. Đúng rồi, nếu mà lúc này đi di chuyển là cực kỳ nguy hiểm. Dạ. À, thì cũng mong là ở đây thì bác sĩ á, dạ, y khoa là nọ sẽ can thiệp và mong ảnh đúng là một kỳ tích thiệt. Chứ nếu mà hy anh vọng vô cái sức khỏe của ảnh và cái sinh tồn nữa, thực sự luôn á, đó là nhờ một phép màu đi. Dạ. Chứ nghe nói 4% đó là một cái tia hy vọng mong manh quá ha. Dạ. Nếu mà có điều kiện thì có định hướng là sẽ đi như là cho ổng một cái nơi nào nữa không? Dạ em định đưa anh lên tuyến trên á anh, dù sao. Tuyến trên là ở đâu? Dạ ở Chợ Rẫy á. Chợ Rẫy ha. Dạ. À, Chợ Rẫy là chuyên về dạ não ha. Dạ. Thần kinh. Nhưng mà giờ em hết kinh phí nên em không đi được. Lên đó là mọi cái đều được bằng tiền hết rồi. Dạ. Ngay cả người bệnh và người nuôi luôn. Mà gia đình em rất là đơn chiếc, có một mình em nuôi gồng gã 3 tháng trời luôn. Rồi ở bên con cái sao rồi? Con trai em nó đi làm ở Sài Gòn á, nó có về phụ được cái lúc mà đầu tiên á, phụ được 10 ngày. Rồi giờ tính tình hình là không ổn rồi, em kêu nó đi làm đặng còn em chăm sóc chồng. Để cũng còn cái thứ như nó làm có gì nó hỗ trợ chứ mẹ. Dạ. Ha, để mà nuôi ba ha. Dạ. Lớn tuổi chưa? Dạ 26 tuổi. Một đứa hay mấy đứa vậy mà? Dạ một đứa. Một đứa. Dạ. Nhưng mà
thấy cũng vậy, cũng bấp bênh về cái đi nuôi chồng là bỏ việc luôn rồi. Ừ. Bỏ việc thì đâu có tiền lương. Dạ. Làm dạng mấy công ty vậy thì nghỉ làm đâu có tiền. Đúng rồi. Nhưng là bệnh thì càng ngày càng trở nặng, mà lương á thì mà lại mình không có, tại do mình đang nghỉ để mà chăm sóc chồng, nên đó là ông không lương luôn rồi, nên hiện giờ là đang rất đuối luôn quý vị. Thì Phong cũng là hôm nay là đột sơ giống như là mạo muội, thấy là chỉ khóc rồi là cầm lòng không đặng, nên ra là đến đây để mà giúp một phần nào, và mong rằng sẽ được cô chú cộng đồng mạng như là tin tưởng để mà giúp đỡ. Tại vì thật sự Phong rất muốn là đi vô bệnh viện để quay thực tế, nhưng mà bước vô cổng đó thì lại rất khó khăn, là ngay mùa dịch đó là không cho vô à, và cầm cái máy quay nữa là một cái trở ngại nữa, nên Phong mới kêu người vợ đi ra để mà hỏi, chứ thật sự là chị đã khóc hết nước mắt trên điện thoại rồi quý vị. Thì bây giờ là trước tiên sẽ hỗ trợ cho Mai là 1 triệu để mà xây sở trong lúc này đi. Còn mong rằng sẽ được cô chú cộng đồng mạng để mà hỗ trợ tiếp. Thực sự là cô không biết khuyên Mai sao giờ nữa, hãy cố gắng. Cái này lúc này là Mai cần phải tỉnh tĩnh nhất luôn á. Ổng mà nhìn thấy mà mình khóc vậy nữa là ổng cũng không có đâu mà thật sự cũng nghẹn, thấy khóc nghẹn luôn vậy. Thôi chị Phương chủ nhà hàng ở bên Úc á, Phong trích ra 1 triệu để mà giúp cho Mai đi tạm thời lúc này, nếu mà nhận được thêm. Dạ, dạ, cảm ơn. Nếu nhận được thêm nữa Phong sẽ hỗ trợ thêm cho Mai. Dạ, để mà hỗ trợ, để mà giúp cho ảnh, để mà có kinh phí. Nếu mà nhiều nữa đó thì đi chuyển tuyến trên. Dạ. Còn nếu mà ở đây mà trị được thì cũng là một cái phép màu, mong ảnh sẽ được qua. Dạ. Thì quý vị, Phong cũng đã tới tìm hiểu rồi á, thì hỗ trợ cho chị 1 triệu để mà cho có chi phí gì, chứ hiện giờ là ở nhà cũng vất vả rồi, đuối dữ lắm rồi, nghỉ làm và làm cái nào đồng lương mà cắt cụm của công nhân, quý vị cũng đã biết. Mà chồng bệnh là phải là chăm sóc thôi, chứ gia đình đơn chiếc nè. Thì em cảm ơn chị Phương, em đã trích số tiền của chị. Chúc chị và gia đình là rất nhiều sức khỏe, luôn luôn là phát tài nha chị. Dạ, em cảm ơn chị Phương rất là nhiều ạ. Giờ em không có nói được. Thôi, cũng bình tĩnh đi. Cái này hỗ trợ ban đầu, dạ, mong rằng sẽ nhận được nhiều sự trợ giúp của cộng đồng. Thì thì đó quý vị, mỗi cái hoàn cảnh Phong đi qua, Phong tìm hiểu rất kỹ và Phong đã trích ra số tiền của chị Phương để hỗ trợ cho chị Mai, giúp cho chồng có thuốc men hoặc là những cái chi phí sinh hoạt hàng ngày. Thì cũng mong là vợ chồng sẽ vượt qua được cái kiếp nạn này, nếu mà ảnh còn về, nếu mà còn có mang việc làm và nuôi con nữa, chứ ảnh nghe nó 4% thì cũng lo. Nhưng mà mình không có nhắc tới chuyện đó nữa, chỉ nhắc tới những cái điều mà phép màu và một sự kỳ diệu nào nó xảy ra. Thôi thì cũng như là bình tĩnh nha, đừng có mà ổng thấy vậy đó, ổng buồn dữ lắm. Thôi bây giờ là Mai đi vô để mà với ổng đi. Thì nếu mà có duyên ở đó thì sẽ gọi cho Mai để mà đi ra để mà nhận, chứ lúc này đi vô đó thì cũng khó lắm. Em cảm ơn anh nhiều. Thì quý vị hãy cùng Phong giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Mai. Thì vợ chồng thấy cũng còn trẻ, nhưng mà dính một cái tai nạn, mà cái tai nạn là ngoài mong muốn rồi, quá nặng rồi. Não thì hiện giờ nó đang phù, nó đang biến chứng rồi. Hiện giờ chỉ còn là hy vọng một cái phép màu, hoặc là những cái đấng trên hãy thương tình và giúp đỡ cho gia đình của chị Mai. Và Phong cũng xin kết thúc clip, thì hãy đồng hành cùng Phong giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cũng mong rằng là mỗi hoàn cảnh Phong đi qua hỗ trợ gì, và mong rằng
sẽ được những cái phép màu. Em nói với con, sợ nó lo là nó làm không được. Từ hồi mưa tới giờ không ngủ được, cứ ngồi giờ mảnh hoài vậy đó. Sao cũng được, miễn ảnh về với mê là được rồi, đừng bỏ mê là được. Suốt 3 tháng trời vậy, để em chờ em không thương. Mà anh đi, anh đi. Hai ba ngày nay đỡ mê không ăn cơm được luôn. Một có mấy muỗng rồi thôi đấy. Để có sức nuôi anh thôi chứ. Rơi nhiều lắm. Cứ ngồi nhìn anh hoài vậy. Đã rơi rất nhiều rồi, nhưng mà bây giờ Phong tới Phong giúp lại gợi lại nữa. Tại mỗi cái câu mà mình an ủi để mà được an tâm, nhưng mà nó lại nhắc tới những cái hiểm rồi là kìm nén rồi. Nhưng mà nay có người để chia sẻ nữa, thì giờ giọt nước mắt nó đã rơi nữa. Mỗi lần như vậy, mày trốn vô toilet mày khóc, mày không dám khóc trước mặt ảnh. Đúng rồi đó. Có khóc thì cũng đừng có để cho ổng thấy. Đau lắm. Như cái lúc anh ngủ á. Nói chung là cuộc sống cũng bây giờ coi như cũng chật vật khó khăn, cho nên mới nhờ tới anh Phong để quay, để có thể là cho bà con trên cộng đồng mạng có thể thương thân tình, có thể là giúp đỡ được phần nào thì mừng phần mấy cho Mai. Thì nói chung là đến lúc mà túng quá rồi thì mới nhờ đến cái việc như thế này. Chứ sự thật nếu còn chữa chạy nổi tiền bạc thì chắc cũng không có nghĩ đến chuyện phải đưa lên cộng đồng như thế này đâu. Thành ra là mong quý cô chú anh chị ở trên cộng đồng mạng xem thương tình thì cũng có thể là giúp đỡ được cho gia đình của Mai phần nào, thì Mai cũng rất là cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Trước tiên thì cũng cảm ơn chị Phương, thì cũng nhờ cái số tiền quỹ của chị Phương thì cũng đầu tiên cũng giúp được cho Mai được 1 triệu để coi như là hiện tại thì phần thuốc men nào đó với ăn uống đi lại. Tại vì thật sự là 3-4 tháng nay là Mai cũng nghỉ làm để mà đi nuôi chồng xuyên suốt ở bệnh viện. Đến bây giờ là cũng kiệt sức rồi. Thành ra là cũng nhờ tới vợ chồng của Phong thì đến để có thể giúp đỡ được cho Mai. Thì mong cô chú anh chị có lòng thương thì cũng ủng hộ phần nào để giúp đỡ cho gia đình của Mai nha. Với lại Mai cũng cố gắng mạnh mẽ lên để chăm sóc cho ông xã ha. Rồi mong cho gia đình sớm vượt qua cái tai nạn này. Dạ. Cảm ơn.